Anh Huy và cầm min ngoài. Ở đầu cái anh có bãi quả đây rồi. Một bãi quả 6 cây, một bầy hươu. Có cho sòn mạnh hào tụt sâu trong khu vực góc 3 giờ. Với bãi quả đầu có 6 cây dành cho anh. Đây là trận thi đấu bản lề trong kèo đấu này. Ở trận này thì coi như là chạm một tay vào vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đi dò dành cho bài đấu này của game thủ Mạnh Hào. Ở quả đôi kìa, đóng bên bãi quả trên này. Vâng, quả xa để Nam sông kêu. Đấy, sao em không ăn bãi quả phụ này cũng được mà. Quả phụ đồ đẹp này thấy luôn. Và một bầy hiêu đến từ game thủ Nam sông kêu bài Babylon. Bài này phải xoay sang đóng bãi quả phụ ngay. Đây là máy game thủ chim sẻ. Đang đi dò bài baby của mình. Một bầy hiêu. Có voi, có hiêu. Cái này thì liệu rằng Hào có dâng chéo cái bên này hay không? Thì bài sẽ đang mắc binh. Với hiêu voi quả phụ đây rồi. Dừng quanh nhà, bò rộng đường. Còn từ cái mặt bãi quả của sẻ cũng đang còn cái rừng rưỡi không đã. Đang lùa hiêu về. Trong trận đấu này với ba đấu được cầm Babylon. Tỷ số kèo solo em ghim hết ở phần comment anh em nhá. Đang đến với kèo 44. Có thêm voi đi, chịu chuyển nắng. Và cũng đủ đô. Bảo vệ Hào thì như chết một dần. Thẻ đang lùa hiêu. Hiêu hơi loằng ngoằng khi mà nó lên dốc xuống dốc liên tục. Có thêm voi. Bài đấu 3 voi 7 hiêu. Hai dân ra lùa hiêu cho nhanh. Nhanh chóng đưa 7 hiêu này về. Chúng ta không có chém tuyển ở trong trận đấu này. Nhầm đạo. Bài vi thông tin báo về thiếu một chút đồ nữa thôi. Bên phía đối phương có thể có cung Amin Hoan. Nhưng mà cung người bạn thì cũng có Baby với cả cái con Pho nữa. Con Pho nó sự khác biệt và đặc biệt con Roma. Kém tuyển. Roma về cái thủ dung đi. Bây giờ được đưa về. Rồi giải quyết bây giờ này luôn. Ok, giải quyết bây giờ này thôi. Không biết là game thủ ông anh có lựa chọn đánh cùng ai không thì một lát nữa ông ta mới biết được. Đấy, sẽ ép đầu đến xịp xẻ. Và câu voi về. Gần đã đứng chờ câu voi từ nãy rồi. Bài khá đẹp đến từ chim sẻ nắng. Và đây là con voi đầu tiên đã được em đưa về giải trí cho mình. Và một lần nữa xin gửi lời chào đến hơn 20.000 anh em đã gần 20.000 anh em mà có mặt trên fanpage chim sẻ. Anh em có thể cung cấp mình biết tỷ số giữa Hà Nội và Nghệ An được không ạ? Trận chung kết như thế nào? Thực ra thì kèo tranh giải 3 này vẫn đang rất căng thẳng. Đây là cuộc chiến tranh giải 3 và giải 5 đấy. Các bạn là 3-4 nữa rồi. Bài sẻ đánh cung rồi. Hào sẽ dâng chéo cánh này để cho chim sẻ nắng và Nam sông cứu đánh cung. Bài Nam lên muộn thì chắc là không thể đánh chém được rồi. Đây sẽ S tiếp theo. S2. Và câu con này về thôi. Rồi, hơi đáng tiếc quay đầu. Nhà đánh cung mắc binh đến từ chim sẻ nắng đấy. Rồi, giải quyết voi này thôi. 7 phút 59 với 26 dân. Mắc của mắc rồi đấy. Đây bãi quả. Và sau đó sẽ là con voi thứ 3. Chúng ta sẽ chuyển qua những màn máy khác. Đây là máy Nam Sông Kiều với tham lai 23 trên 28. Đang ăn thêm bãi quả nữa. Có bầy hiêu. Bài nhìn qua cũng hơi rách nữa làm. Có thêm một con voi. Bài baby này thì cũng khá là rộng. Xem có giật giật về chỗ nào được thì giật thôi. Đây là màn máy của game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào tham lai 23. Như vậy là Nam quyết định đi dâng Nga. Vâng, Hào đóng nhà điều kiện rồi. À không, đây là cái gì? Ở đây BM đây đang đợi. Bây giờ mới đóng BB. Mặt thực cũng đang rồi đến chưa đủ. Bài này thì sẽ kích trong đầu 10 thôi. Không kích 9 BL. Rồi kích rồi. Rồi kích 10-10 đối với Mạnh Hào với 23 dân. Đây là Huy. Huy đang có thêm bầy hiểu gần bãi vàng. Và kích đời 10 phút 27 đối với anh Huy với 25 dân. Đây là Nam dâng đâu đây. Dâng lên bắn cùng với game thủ anh Huy. Bài kích 11. Đây là máy của game thủ chia sẻ thôi.
Bài này thì sẽ rất là tê của Mạnh Hào luôn. Đầu cánh. Rồi tê đã có đẩy lên thôi. Hai đầu cánh phổ chỉ đi công. Phổ đánh chém. Thế các bạn lại có một baby đánh cung thôi. Hồng Anh đánh chém đúng không trẻ? Hồng Anh đi chém đầu cánh kia rồi. Đó là máy Mạnh Hào. Như vậy là bạn chỉ có một chủ lực đó là baby lon trong tay của game thủ chuyên mạnh của tôi. Thế ba chém một cùng về phía đối phương. Hào đang đợi sẽ đẩy tê lên rồi. Cái bên kia có Min Wan. Cái này là một con phô đánh chém đầu cánh như chỉ đi công 2L nhà Mạnh Hào. Và Huy bắt được giò Hồng Anh. Tốt. Tham lai 24/28, 2L đều. Các bạn con phô nâng cấp bánh xe. Vậy vậy bạn bò cả mặt đi vòng vòng tí thôi, cái rừng thông bé lắm. 2L nào vào nhà đội bạn. Bài này đội bạn dò lỗi bãi quả này. Khi đội bạn ăn được bãi quả ở gần khu vực bãi vàng này là mệt luôn với con phô này đấy. Ba vậy bắt dò. Ui, như thế thành công với Mạnh Hảo. Mày chết luôn. Xích cổ dò lại. Vẫn chưa chết. Tham lai là 27 đấy Mạnh Hảo. Rồi, tên này thì... Ê. Nó lại chạy mặt này cay đấy. Bạn đây, bạn đây, bạn đây. Ôi không, có lại đạp rồi. Mẫu 4 nhá. Truy mệnh, đó là người được cầm con... Baby có ngựa giò này. Thế là Roman của Yuji đánh kiểu gì đây, chắc nhà. Truy mệnh đó có ngựa giò này, baby lon mà. À đâu, truy xin lỗi các bạn, truy mệnh là người cầm Roman. À đâu, truy mệnh cầm baby. Mệnh màu 4. Không biết là mình có nhập đúng cái quân hay không nữa. Chắc là có thể là do tôi nhập nhầm quân của cái chủ truy mệnh của Yuji. Bởi vì đồ bạn đổi màu với nhau nữa. Em nói anh thủ chim sẻ, coi xem sẻ đẩy quân rồi đã. Bắt đầu bắn lạc đà màu 2. Rồi giải quyết lạc đà này 4A đều. Đẩy lên thôi, nó vậy kìa sẻ. Và đây là máy Mạnh Hào. Mạnh Hào đang lọt nhà một bốn tơn. Như vậy là truy mệnh mới là người được cầm Roman. Còn game thủ Yugi sẽ là người được cầm Babylon. Rất xin lỗi anh em. Và đèo máy của Huy đang ăn được dân của người cầm màu 3. Đó là game thủ Hồng Anh trên rất nhiều dân kia. Hồng Anh không bánh xe. 2L siêu đều có P. Và Nam đang bắn được bay hoàng của game thủ Hồng Anh nữa. Tuyệt vời. Bài màu 3 tên này coi như nhịu luôn. Còn mỗi bãi vàng thì bãi vàng đâu bảo Nam bắn chứ. Và tham lai đầu số là 32 và có phu tên này Hồng Anh sẽ không thể nào qua được anh Huy cả. Tham lai 34, phu. Nó có mấy con thôi. Đó, lạc đà của em bị ngơ à. Xong chém lạc đà nó nhở. Rồi phu được rồi. Ở nhà bắt đầu bị mồm một đẩy đến từ anh Huy. Ra chém luôn để không cho đoạn bắn phù. Đây là một máy của game thủ chim sẻ. Tham lai 55. Nam sẽ bắn nốt nhà của người cầm màu 3. Sẻ đang cố bắn rát lại màu 2 một tơn khi được màu 2 vẫn đang còn hốc ở đây. Tôi hiểu ngu này. Bắn chết luôn. Pha vẩy hệ. Ý, không được. Màu 2 bay rồi. Nát rồi. Và tham lai là 61 ở trận đấu này. Màu 2 đã bắt đầu tạt sang cái bên kia. Đeo máy của cái thủ anh Huy với tham lai đằng số là 35. Cố gắng bắt quân màu 1 và phủ những con chém và lạc đà cầm màu 3. Đây màu 2 đây. Ui giời hồi khỏe đấy. Cô đây khỏe đấy. Chém đi. Đây rồi đang chém rồi. Say xưa rồi. Ở nhà kia. Nhanh nhanh tôi màu 2 này đã. Rồi xúc. Vậy chuẩn vào. Giữ dân đi. Tham lai là 35. Màu 2 gần fit rồi nhá. Đây bơm rồi. Đây máy xe. Màu 4, màu 1 chắc là thủ với nhau. Không, màu 1 vẫn vừa có một tên đẩy Huy rồi. Sẽ bung BC ra rồi. Tham lai là 73. Ba mươi tám dân đến Yugi, người cầm Babylon về phía đối bạn. Dí thôi. Babylon sẽ. Bên kia không có Min Wan đánh cung A thì tên này mình nghĩ là sẽ có thể đẩy được. Màu 4 thì đang đánh sắp đơn. Đeo máy của Huy thông tin báo về ăn được tên 2. Màu 2 vừa bị Huy xúc một tên. Bơm vàng cho game thủ Nam sâu kêu. Đây là Nam với bài dâng A tham lại 34. À Nam khỏe này có đi ốp không anh em? Còn một kích quân này. Đang bắn màu 2 đây rồi. Rồi đây màu 1. Màu 2 hết dân rồi đấy. Nó ôm dân về hồi nhưng mà bị xúc luôn rồi. Tham lai là 33 ở trong trận đấu này. Ở nhà màu 2 đang đi quản Nam.
Đây là máy game thủ Mạnh Hà với tham lai 18 rồi. Anh đã bắt đầu mất tham khi bị đội bạn vào quản rồi. Màu 2 đang đi tìm đấy. Nó sắp sửa đến nhà anh đấy nhờ, có cả cung G đấy. Màu 2 phô của Chí Công. Đi qua nhà Nam chưa? Vâng, nó đang bắn Nam đây. Phù anh cơ là nó xúc được đấy nhá, nó nhiều cung G đấy. Rồi, pha vẩy e bắt lạc đà, hay. Rồi, bắt lạc đà hôm anh đi chim sẻ, vẩy e chết luôn. Cấm chạy. Vậy là quá rát đấy, được chim sẻ nắng. Ôi 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 hết gỗ. Không, không phải được tâm được rồi. Năm nay là 93 đấy, chim sẻ nắng vậy, cầm baby doll này. Nâng bản đồ và bung ra đào vàng thôi. Tăng Nga. Rồi bạn còn Roman. Roman đánh kiểu này là đánh kiểu lên 4. Bo bế nhà cửa mình ở trong trận đấu này. Đây là máy của Nam. Nam tham lai được số là 32. Nam với cả Huy đang xúc ở nhà 1. Huy cực kỳ đông lạc đà tuần này. Sẽ hào xem có vào. Bán đi, bán đi. Đảo đi em ơi. Chơi được, đảo đi. Tham lai là 30 đến từ cái chủ Nam Sông Kiều. Rôm sang cứu á. Sẽ vào nhà rôm luôn. Đấy, yên tâm đi, yên tâm. Vẫn đang dí màu 1 nhá. Đây biết rồi, đảo đi, cứ đảo đi. Chú ý quân kìa, em phải dồn quân vào. Lùi đi, lùi đi. Huy lùi đi, nó kéo quân về. Đây máy của ý thủ chim sẻ, xem ốp vào bài Roman này. Đợt này màu 1 sẽ không cần cứu màu 4. Thấy nó giờ màu 1 giật quân lại cái là phải đuổi theo nhá. Liên tục phải đấu quân với nó ấy. Roman mất dụng chính tuần này rồi. Tham lai 97, chim sẻ màu 2 không cửa vào đây rồi. Hào phu, hào phu, 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 hào. Phù màu 2 ở trước cửa nhà sẻ kìa. Màu 1 nó sang đây cứu rồi anh em ơi. Lại tiếp tục dí màu 1 đi. Rồi cái kia thì anh em lại phải dí vào nhà màu 1 tuần này. Đây là mặt máy của anh Huy đấy, vào chém nhậu say sưa đi. Tham lai 41 ở trận đấu này, chém luôn nó mang quân ra kia rồi. Lại giật về thì lại lùi. Và màu 1 đang khá đông quân ở trận đấu này. Rồi nó kéo lại về rồi, lùi đi, lùi đi, lùi đi Nam. Và đây là máy thủ chim sẻ đánh chậm chậm cũng được. Sắp kích 4 đến nơi rồi. Hơi yếu gỗ để chim sẻ. Vừa xúc màu 4 một tơn. Tiếp tục áp lực thôi. Ờ sang chơi 1 được. DK. Đây màu 4 đang ra để rỉa rỉa cung rồi chim sẻ đây. Màu 4 vừa xúc một tơn rồi. Đội bạn mà lên 4 thì sẽ bơm cho Roman lên 4 thôi. Có lẽ sẽ lên cung gian vàng 2 đi. Rồi kích 4. DK chưa đóng xong. BK đóng xong rồi, kích 4 rồi, ok. Đóng 2 BK luôn. Màu 4 không có quân ở trận đấu này. Tham lai 113, đó là tham lai hiện tại của chim sẻ nắng. Và màu 4 đang giật quân về. Còn anh Tiệp đã gửi tặng em 100k nha, thank you anh Tiệp. Và như vậy là đội bạn định giờ kê nhà cho màu 4 tuần này. Sẻ phải kéo một nửa về, ờ không, màu 4 công nhà sẻ kìa. Trên bản đồ con chưa lọt được vào và sẽ phải kéo một nửa quân về để đỡ nhà tên này. Một công nhà sẽ một tơn. Huy giật lạc đà về đi em ơi. Ờ về đi, đông lắm này. Và tham lai là 116 đi chim sẻ, đường kéo về đang bị màu 2 bò. Và Huy vẫn đang kết hợp cùng chim sẻ nắng để đẩy vào trong tơn này. Vâng, tham lai là 98 thì xin sẻ kéo quân về đỡ nhà tuần này rồi. Và đang trở lên 4. Vẫn chưa thể lọt vào nhà mùa 4 tuần này. Mùa 1 sang cứu nữa, mùa 1 đang rất trông quân. Cực kỳ trông quân đến từ game thủ Nguyễn Huy, sẻ đã đỡ được nhà. Và tuần này thì sẽ sóc con ra để xả đội bạn thôi. Rồi, quyết rồi. Và chúng ta đến với trận chung kết sớm dành cho team Thái Bình. 4-3 dành cho FBS, một trận đánh rất tốt để chúng ta khi mà chém được và chủ lực cũng ok. 4-3 dành cho cái thủ của FF là tại cũng chờ đợi trận tiếp theo ngay sau đây thôi. 4-3 rồi.
bốn ba. Ba bỏ đi sống thật đấy, cày vào nhiều.